Thưa quý vị, theo nghị quyết 34 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về chế độ hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, khoảng 9.000 cán bộ nhân viên y tế tại Đồng Nai bắt đầu được hưởng hỗ trợ. Và đến nay, hơn một năm nghị quyết đi vào cuộc sống đã tạo ra sự chuyển biến lớn trong nội bộ ngành y tế. Nghị quyết 34 cũng là bước đệm để y tế Đồng Nai hồi phục, phát triển mạnh mẽ hơn, mang lại nhiều lợi ích cho người dân hơn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Đội ngũ nhân lực ổn định, các khoa phòng quay trở lại hoạt động với công suất tối đa, nhân viên y tế phấn khởi là hiệu quả rõ ràng nhất mà nghị quyết 34 mang lại kể từ khi có hiệu lực. Sau khi có nghị quyết 34 đó thì mọi người trong khoa rất là phấn khởi và cái nhân lực cũng đã được tăng cường thêm 3 bạn kỹ thuật viên nữa và một bác sĩ. Thì sau có nghị quyết 34 ấy thì trước mắt là bác sĩ với điều dưỡng thì đã ổn định nhân lực rồi. Tất nhiên là mình có tuyển thêm những cái bác sĩ và điều dưỡng mới, nhưng mà cái đấy thì cần thời gian để mình có thể nâng cao tay nghề với họ. Nhưng mà trước mắt là nhân lực đã đủ đấy. Và về tinh thần thì đã yên tâm công tác hơn. Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất là bệnh viện công lập hạng 1 tuyến tỉnh, cũng là nơi có lực lượng nhân viên y tế nghỉ việc bỏ việc nhiều nhất cả tỉnh sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một năm sau khi có nghị quyết 34, bệnh viện đã ổn định được đội ngũ, tiến hành tách các khoa tổng hợp mà trước đây không thể hoạt động độc lập vì thiếu nhân lực. Đơn vị cũng chuẩn bị sẵn sàng cho việc thành lập thêm các khoa bệnh mới. Khoa ngoại tổng quát sẽ tiến hành tách làm 3 khoa. Khoa ung bướu là đầu tiên và tiếp đó khoa sẽ tách thêm là khoa tiêu hóa và khoa gan mật. Hiện tại thì cái khoa mà tách ung bướu đã chuẩn bị nhân lực, đã có tới 5 bác sĩ về chuyên về ung bướu. Trong đó có 3 các bác sĩ chưa có 1. Bây giờ tôi đang chờ cái quyết định để mà tách khoa thôi. Còn chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Cũng nhờ ổn định được nhân lực, từ năm 2023 đến nay, bệnh viện đã phát triển được thêm nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu để phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Xin chân thành cảm ơn tỉnh ủy, ủy ban hội đồng dân đã có chính sách giải pháp quyết liệt để làm sao tạo cái điều kiện thuận lợi tốt nhất về tài chính cho cán bộ viên chức của bệnh viện cũng như là trong tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi sẽ quyết tâm làm và làm bằng trách nhiệm của nhà quản lý bệnh viện cũng như là trách nhiệm của chúng tôi đối với những khoa máy mở cũng như là để có được những cái bác sĩ tốt giỏi, điều dưỡng tốt, điều dưỡng giỏi để có thể là đưa những chuyên khoa đó hoạt động cách ổn định sẽ giúp đỡ cho người dân của tỉnh Đồng Nai được nhiều hơn. Mới đây tại buổi làm việc với Sở Y tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Hùng đã đề nghị Sở Y tế tiếp tục rà soát lại các khó khăn, vướng mắc và tham mưu đề xuất thêm các giải pháp bên cạnh nghị quyết 34 để tiếp tục hỗ trợ ngành y tế phát triển trong thời gian tới.